Chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức Phun Xăm. Phun Xăm không khó. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Phun Xăm không khó. Và hôm nay thì mình sẽ đến với một series, đó là từ học phun xăm tại nhà, để cho mọi người có thể từ luyện tập ở ngay tại nhà vào mùa dịch. Đối với những bạn mà chưa làm nghề phun xăm và có ý định sắp tới sẽ làm phun xăm nhưng mà dịch nên chưa đi học được, thì mọi người có thể tự luyện tập tại nhà nhé. Và đây sẽ là bài đầu tiên. Phun xăm không khó. Bài đầu tiên này chúng ta sẽ luyện tập cái cách để mà mình luyện cái nét bút, để mà mình có thể vẽ những cái dáng mây đẹp ở trên giấy cũng như là da giả, để mà mình có thể rồi. Để luyện tập được cái bài này thì mình sẽ chia ra các cái level từ dễ tới khó. Mọi người luyện từ dễ trước nha. Ok, đầu tiên mọi người vẽ cho thấy một cái đường thẳng này. Rồi tiếp vẽ thêm một cái đường thẳng nữa, cách cái đường thẳng ở trên khoảng độ 2 cm. Ok chưa? Đó. Rồi, cái bài tập này mình sẽ luyện như sau. Zoom lên cho dễ thấy ha. À, mình sẽ dùng tay để mình vẽ những cái đường thẳng nối từ bên kia sông qua bên này sông. À, nhớ là thật là thẳng nha, vẽ như là thước kẻ luôn. Và lưu ý là khi mình vẽ thì mình phải cố gắng là nắn nót để cho cái đường nó thật là thẳng. Cái bài tập này nó sẽ giúp cho mình là kiểm soát cái bút, để lúc nào cái bút của mình vẽ nó cũng theo đúng ý của mình. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết cái đường này nhé. Đó. Cái này là dễ nhất nhá. Dễ nhất luôn á. Và mình cứ thế cho đến hết nha. Mỗi lần mình gạt á, mình sẽ gạt nó khoảng độ là 2 mm. 2 mm thôi. Và mình sẽ cứ nối cho đến hết nha. Đó. Mình cứ nối dần đó. Và mình luyện thì lúc đầu mình sẽ tốc độ thấp, sau đó mình sẽ luyện nhanh dần lên. Đó. Cho đến một lúc nào đấy mọi người có thể quơ ao ao mà nó phải đúng ý mình được thì ok. Tất nhiên là mấy tập thì mình cũng không cần phải dục tốc làm gì, vì dục tốc là bất đạt đúng không? Mình chỉ cứ đánh từ từ thôi. Lúc nào mình tay mình nó nhuyễn thì tự nhiên nó sẽ nhanh hơn thôi. Mình đừng có cố gắng làm gì. Mình nhớ là cái nét bút nó phải thật là mạnh nhá. Nó thật là mạnh, nó thật là bé. Đừng có kéo những cái nét mà nó đầm quá. Đừng có gì bút xuống mạnh quá. Nhẹ nhẹ thôi. Ok, và như vậy là chúng ta đã vẽ xong một đường nha. Đây mới là level dễ nhất thôi nha. Bây giờ mình sẽ đến với một level nó cao hơn, đó là mình sẽ vẽ cho hai cái đường thẳng này nó cách xa nhau hơn. Nó không còn 2 cm nữa, nó có thể là 3 cm, 4 cm. Đây loại là nó sẽ xa hơn. Đó, và bây giờ mình sẽ vẽ với cái level này. Ok, và cái level tiếp theo, thì mình sẽ chia sẻ trong video tiếp theo nhé. Nếu như mọi người thích những video như thế này thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh và nhấn một like cũng như là comment để cho mình biết nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại video tiếp theo.